hấp dẫn, bổ ích, đặc sắc. Bác sĩ nói gì? Chương trình truyền hình cung cấp những kiến thức hữu ích trong lĩnh vực y tế, hướng dẫn bí quyết chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, làm đẹp, tư vấn tâm lý và tìm hiểu về các loại bệnh thường gặp. Với sự tư vấn uy tín của đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế hiện nay, khán giả sẽ có thêm nhiều bí quyết để cuộc sống của bản thân và gia đình ngày càng khỏe, đẹp, hạnh phúc. Đón xem Bác sĩ nói gì phát sóng vào lúc 18:10 thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 từ ngày 4 tháng 11 năm 2022. Như Quỳnh chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình Bác sĩ nói gì được phát sóng vào lúc 18:10 thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình là nơi các y bác sĩ, chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực y tế cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về y tế, sức khỏe và làm đẹp, giúp cho chúng ta cải thiện được cuộc sống khỏe đẹp và lành mạnh hơn. Kính thưa quý vị, vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu để ý đến các dấu hiệu lão hóa đang hiện hữu trên mặt khi bạn soi gương, như những nếp nhăn nhỏ quanh mắt hoặc môi, các đốm đồi môi, da chảy xệ. Thẩm mỹ không phẫu thuật đang là xu hướng làm đẹp được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay. Can thiệp thẩm mỹ không xâm lấn hoặc ít xâm lấn có thể hiểu là các liệu pháp chỉnh sửa nhan sắc mà bạn không cần hoặc ít động dao kéo lên cơ thể của mình. Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Như Quỳnh mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Quang Phúc, chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ, và cùng lắng nghe bác sĩ chia sẻ về chủ đề can thiệp không xâm lấn và ít xâm lấn trong thẩm mỹ nhé. Hiện nay, hầu hết các dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp đều có thể làm mà không đụng đến dao kéo. Điều này được nhiều chị em lựa chọn và công nghệ làm đẹp ngày càng phát triển. Xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn và ít xâm lấn ra đời với nhiều ưu điểm vượt trội, được các chị em đón nhận nhiệt tình. Thay vì dùng dao kéo để xâm lấn cơ thể gây đau đớn, nhiều trường hợp để lại sẹo. Với phương pháp ứng dụng công nghệ hiện đại như laser, chỉ nâng cơ, dược mỹ phẩm chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không làm đau các vùng cần điều trị thẩm mỹ. Bên cạnh đó, các phương pháp thẩm mỹ này được cho là luôn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, giúp thư giãn trong quá trình điều trị nhưng hiệu quả không kém gì phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy có thực sự là như vậy hay không? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chủ đề ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về phẫu thuật không xâm lấn và ít xâm lấn nhé! Thưa bác sĩ, can thiệp không xâm lấn và ít xâm lấn trong thẩm mỹ là gì? Trong can thiệp thẩm mỹ, họ phân độ ra làm 3 phân độ là can thiệp không xâm lấn, xâm lấn, ít xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu. Can thiệp xâm lấn chính là mổ xẻ, cái gì mà có máu mà can thiệp qua cấu trúc của lớp da thì chính là xâm lấn. Phần còn lại chính là không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu. Như thế nào là phẫu thuật không xâm lấn và ít xâm lấn thưa bác sĩ? Tiêm Botox, filler và laser rồi. Thì ba cái loại hình đó chính là ba cái phương pháp mà can thiệp chủ yếu trong cái can thiệp không xâm lấn, xâm lấn, ít xâm lấn, tối thiểu. Bác sĩ hãy cho khán giả được biết tiêm Botox và tiêm filler là gì? Chúng ta ở đây đoạn này chúng ta sẽ phải hiểu đi sâu hơn một tí. Cũng đã có một cái thống kê rồi. Botox luôn luôn nằm ở trong top đầu của các cái can thiệp không xâm lấn tối thiểu của Hoa Kỳ và thậm chí ở Việt Nam chắc cũng thế thôi. Chúng ta phải hiểu thế nào là Botox và thế nào là filler, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Botox chính là một cái hoạt chất, nó ngăn cái hoạt động dẫn truyền thần kinh cơ, nó làm hoạt động co cơ nó bị gián đoạn. Chính cái việc co cơ gián đoạn nó hướng đến cái đích đến là chúng ta sẽ giải quyết nếp nhăn. Cái cơ cắn của mình ở đây nè, chẳng hạn như nó quá phát hoặc là nó hoạt động quá mức, nó to lên, mình tiêm vô thì nó sẽ gọn đi, thì hoạt động cơ nó giảm đi. Khi nói về Botox filler, chúng ta phải hiểu thêm một cái định nghĩa, đó chính là nếp nhăn tĩnh và nếp nhăn động. Trong cái gương mặt của mình á, với những cái nếp nhăn nào mà mình không cử động á, nó vẫn cứ nằm ở đó thì gọi đó chính là nếp nhăn tĩnh. Còn nếp nhăn động á, chính là những cái nếp nhăn do hoạt động co cơ của mình nó gây ra thì đó gọi là nếp nhăn động. Thì khi mà hiểu quay ngược lại Botox là gì thì Botox chính là can thiệp vào những cái nếp nhăn động đó. Vậy những điều cần lưu ý khi tiêm Botox là gì thưa bác sĩ? Là bạn cần phải đến cơ sở cho đúng, bạn gặp bác sĩ cho đúng. Vì Botox nó là một cái sản phẩm mà bạn hoàn toàn có thể, bạn và bác sĩ có thể rất là thoải mái và cởi mở trao đổi với nhau. Thậm chí bác sĩ có thể cho bạn xem được luôn, Botox đó là cái sản phẩm thương mại của nó là gì. Bác sĩ sẽ giải thích cho bạn hoạt động của Botox, cái cơ chế tác động nó sẽ như thế nào. Chẳng hạn bạn có những nếp nhăn trán nè, cực kỳ phổ biến luôn, nói đến Botox là xử lý đầu tiên.
là những cái phụ nữ trung niên họ muốn giải quyết cái nếp nhăn trán nè, có thể tiêm gọn hàm ứng dụng cho nếp nhăn khác nữa. Lưu ý đó, bạn phải đến đúng nơi, gặp đúng người, riêng Botox sử dụng cho đúng sản phẩm, vẫn phải tuân thủ theo bác sĩ chăm sóc như thế nào, can thiệp ra sao. Tiêm filler là gì thưa bác sĩ? Filler dịch ra chính là chất làm đầy. Câu chuyện của nó là làm đầy. Khi mà mình quay lại câu chuyện nếp nhăn tĩnh và nếp nhăn động đó, với những cái nếp nhăn tĩnh ở đó là nó luôn có nếp nhăn, thì mình sẽ làm đầy cái nếp nhăn nó lên, đưa một cái chất làm đầy vào để cho cái vùng nó đầy lên. Thì cái filler là cái mục đích của nó là trong cái việc can thiệp này chính là để làm đầy những cái vùng mình cần làm đầy. Có thể không cần ở cái nếp nhăn tĩnh nữa, những cái nơi mà chẳng hạn mình bị hóp, thái dương cũng có thể bị hóp, thậm chí là môi nè, môi mà mình muốn đầy lên vẫn có thể tiêm môi được. Một số cái ứng dụng những cái vùng mà cần làm đầy, để mà bạn có những cái thông tin cần hơn, bạn đến gặp bác sĩ, họ sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ hơn mình sẽ như thế nào. Vậy độ tuổi nào thì phù hợp để tiêm filler và tiêm Botox ạ? Lại câu chuyện chúng ta quay lại bản chất Botox và filler là gì, thì nó sẽ chính xác, nó sẽ phụ thuộc vào độ tuổi thôi. Chẳng hạn như là nếp nhăn tĩnh và nếp nhăn động, thì với những cái người mà có cái nếp nhăn tĩnh thì chắc chắn là họ phải có một cái độ tuổi nhất định rồi mới có những cái nếp nhăn đó. Thì đó là chẳng hạn là Botox thì chủ yếu dành cho những cái người ở độ tuổi trung niên một tí, những cái người mà họ có nếp nhăn trán nè, chẳng hạn những cái vết chân chim. Ngoài ra cũng có thể ứng dụng cho những bạn trẻ, có thể thu gọn một phần góc hàm cũng như cái ứng dụng khác. Còn filler thì rất là phổ biến, thậm chí giới trẻ thôi ứng dụng filler rất là rộng rãi, tiêm môi nè ha, rồi chẳng hạn tiêm làm đầy hõm thái dương, tiêm làm đầy khắp mọi nơi. Thì cái độ tuổi nó hoàn toàn có thể rất là đa dạng. Trong chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ, chúng tôi vẫn thường khuyên rằng hãy để cho cơ thể bạn phát triển có đầy đủ đi đã, hoàn thiện về mặt cấu trúc, về cả tâm lý lẫn sinh lý nữa. Tâm sinh lý, khi mà bạn đủ một cái giai đoạn ổn định thì bạn hãy bắt đầu nghĩ đến cái đoạn mà can thiệp để thay đổi nó. Bác sĩ hãy chia sẻ các phương pháp can thiệp không xâm lấn khác cho khán giả được biết ạ. Cũng theo cái thống kê của Hiệp hội Thẩm mỹ Hoa Kỳ, can thiệp laser trong làm đẹp cũng là một cái vụ nổ trong phát triển trong ngành làm đẹp, và phát triển cực kỳ mạnh. Rất là nhiều người họ không muốn can thiệp dao kéo, họ muốn sử dụng công nghệ, người ta dùng từ thuật ngữ là máy móc công nghệ cao để can thiệp. Phụ nữ Á Đông mình sử dụng laser chủ yếu phổ biến nhất trong ba cái vấn đề sắc tố, cụ thể là nám rất là rõ ràng. Rất là nhiều phụ nữ, đặc biệt trong cái giai đoạn trung niên, họ bị nám. Thứ hai là với những bạn trẻ thì là vấn đề bị mụn. Và chính với vấn đề mụn đó, nó gây ra những cái lỗ chân lông to, những cái sẹo rỗ sau này. Bên cạnh có những cái laser ứng dụng để tăng cơ, gọi là tightening, cho cái cơ nó săn chắc hơn, rồi nó thon gọn hơn. Rồi bên cạnh đó rồi cũng có những cái can thiệp mới, người ta gọi là microneedling, sử dụng sóng RF để giải quyết những vấn đề liên quan đến mỡ, gọi là can thiệp để giảm mỡ không xâm lấn. Những cái máy móc bây giờ nó đang rất là hiện đại và nó đang dần phổ biến trong cái đoạn laser để mà can thiệp trong cái việc làm đẹp như thế này. Rồi bên cạnh đó cũng có cái laser để trẻ hóa nữa, nó sẽ có những cái bước sóng cùng với những cái tần số, những cái lăng kính ánh sáng tác động vào cái làn da mình để nó giúp cho nó trẻ hóa, nó tươi tắn hơn, mạch máu hệ mạch nuôi tốt hơn, tăng sinh các cái tổ chức liên kết để trẻ trung hơn. Những điều cần lưu ý khi phẫu thuật bằng laser là gì ạ? Tôi vẫn thường nói với khách hàng của tôi á, phụ nữ họ giống như đang trong quá trình làm đẹp á, họ như đang đi trên dòng nước ngược vậy đó. Cái việc can thiệp các cái vấn đề hiện có nó sẽ chia ra là hai giai đoạn. Đầu tiên là chính là giai đoạn tấn công, là để giải quyết hết tối đa có thể những cái vấn đề hiện hữu mà họ đang mắc phải. Rồi sau đó là đến cái giai đoạn duy trì, khi mà họ đã có những cái thành quả nhất định rồi, họ phải duy trì và giữ cái thành quả đó. Thì laser, can thiệp laser trong làm đẹp nó cũng là một cái bức tranh rất là rõ ràng để mô tả cái quy trình đó. Có những cái phụ nữ mà can thiệp vào cái việc thay đổi của họ, sắc đẹp họ cải thiện rất là rõ. Nhưng sau đó tiếp theo là họ phải hiểu được cái vấn đề là, khi họ đẹp rồi nhưng họ đang đi trên dòng nước ngược đó, họ phải duy trì cái đẹp đó, họ phải có cái phác đồ như thế nào, họ chăm sóc bản thân như thế nào, sử dụng cái sản phẩm như thế nào để giữ được cái thành quả đó. Là tại vì chúng ta cơ bản mỗi ngày đang chiến đấu với lão hóa nè, chiến đấu với tia UV của ánh nắng mặt trời nè, căng thẳng, stress, công việc, tất cả mọi thứ, thì chúng ta kéo co thôi. Đó, thì laser cũng là một cái phương pháp kéo co rất là tốt trong việc làm đẹp. Thưa bác sĩ, thời gian duy trì filler và Botox phụ thuộc vào yếu tố nào? Đầu tiên nó là câu chuyện cơ địa thôi.
Khi mà tôi nói đến cơ địa, tôi luôn có một cái ví dụ như thế này là thanh niên 1m6 và một thanh niên 1m8. Thì cái anh 1m6 muốn cao lên cũng không được, tương tự anh 1m8 thấp xuống cũng không được. Thì đó, cái việc mà hấp thu và thải trừ của Botox và filler nó sẽ tùy thuộc vào cơ địa, nhưng mà nó có cái khoảng thời gian nhất định của nó. Nó lại còn phụ thuộc vào từng sản phẩm và của Botox và filler nữa. Để biết thêm rõ chi tiết đó, thì bạn cần phải gặp bác sĩ để mà bác sĩ tư vấn rõ hơn cho bạn nó sẽ như thế nào. Nhưng mà để có một cái khoảng thời gian nhất định đó, thì nó sẽ rất là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bác sĩ hãy cho biết những nguyên tắc cần lưu ý để duy trì thời gian hiệu quả của filler và Botox. Thì bản thân filler đúng là nó sẽ tan dần thôi. Dù sớm hay muộn bạn có làm bất cứ thứ gì thì nó vẫn tan thôi. Thì cuối cùng thì lại một cái câu chuyện lời khuyên là bạn hãy cố gắng về mặt tinh thần, hãy luôn vui vẻ. Vì đưa filler vào cơ thể nó là phản ứng sinh học, nó sẽ thải trừ qua thời gian. Bạn có muốn kéo dài nó lâu hơn thì thật ra nó cũng sẽ không thể được, vì nó là phản ứng sinh học. Bác sĩ hãy chia sẻ chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc sau khi tiêm filler hoặc Botox được không ạ? Câu hỏi này nó lại liên quan đến cái việc mà dinh dưỡng rồi. Vì bản thân Botox filler nó có hiệu quả của nó và nó có thời gian thải trừ của nó và thời gian phản ứng sinh học để nó hết hiệu quả. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đến cái giai đoạn những cái lời khuyên liên quan đến ăn uống á, thì tất nhiên chế độ ăn uống thực sự nó cũng tác động rất là lớn đến sắc đẹp, đến tinh thần, đến sức khỏe, rồi đến tất cả mọi thứ. Có một cái lời khuyên cũng của một bác sĩ người Mỹ. Người ta khuyên là chúng ta hãy nên ăn cái cầu vồng. Nghĩa là gì? Cầu vồng nó có 7 màu đúng không? Càng nhiều màu sắc trong chế độ ăn thì cái vấn đề nó sẽ tác động đến sức khỏe. Bên cạnh cái việc mà chất lượng thực phẩm về phải đảm bảo sạch sẽ, chế độ mà nấu nướng như thế nào, như ý là các cái loại hình đồ ăn của mình, các cái thực phẩm mình đưa vào nó càng đa dạng về màu sắc thì nó sẽ càng có cái hiệu quả tác động đến sức khỏe của mình. Người Mỹ người ta hay nói là eat the rainbow, hãy ăn cái cầu vồng đi. Đó, chính xác. Bác sĩ hãy cho khán giả lời khuyên của bác sĩ về tiêm filler và Botox. Đi theo một bức tranh chung mà trước giờ chúng ta vẫn hay đi thôi. Bạn hãy đến những cái nơi đầu tiên là hợp pháp, làm những điều hợp pháp. Họ biết được họ biết được họ làm gì và họ biết được chúng ta muốn gì. Rồi tổng kết lại, hôm nay chúng ta nói về Botox, filler và laser là ba công cụ thực sự rất mạnh để giúp chị em phụ nữ thực sự cảm thấy tốt hơn và yêu thương bản thân mình hơn, trẻ trung hơn, thoải mái hơn. Một lời khuyên tiếp theo liên quan đến laser là chị em phụ nữ đừng quên dùng kem chống nắng. Tôi có 3 lời khuyên dành cho khách hàng của tôi. Lời khuyên thứ nhất, chị hãy dùng kem chống nắng. Lời khuyên số 2, tiếp tục sử dụng kem chống nắng. Và số 3, vẫn là kem chống nắng. Vì mọi cái tác động làm đẹp á, nó sẽ bị tia UV của ánh sáng mặt trời nó phá hủy hết. Thì bạn làm đẹp mấy đi nữa, bạn phải giữ cái thành quả đó và hãy sử dụng kem chống nắng. Cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Và quý vị đừng quên chương trình Bác sĩ nói gì được phát sóng vào lúc 18:10 thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ, Như Quỳnh xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các số sau.